Chào anh Ba Trung, em mới thi tốt nghiệp xong mà bây giờ phân vân quá, không biết chọn cái ngành nào mà cho nó không có bị thất nghiệp sau này á, thì anh Ba Trung tư vấn giúp em cái. Để anh nói cho mà nghe. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Dell Technology thì tới 80% cái công nghiệp mới sau này á là những cái nghiệp mà chưa từng xuất hiện. Thì làm sao anh tư vấn được là học cái gì tới bây giờ thì sao có thể không tốt nghiệp? Đúng đúng, hợp lý. Thì anh sẽ chỉ cho em một cái bí kíp để em chọn được đúng ngành nghề. Đầu tiên là em ấy cho em biết tại sao thích cái nghề đó, cái nghề mà em muốn học ấy, tại sao em thích. Em chờ. Tiếp tục thứ hai là trong cái nghề này đã có một idol nào rồi em không muốn được hướng tới thì không? Để phải trả lời ra như vậy đấy. Sau khi xong bước thứ ba là em đã tìm hiểu được gì về những cái cuộc sống của idol đó, thì nó thành công của họ trong công việc hay không. Em trả lời ba cái câu hỏi này thì chắc chắn em sẽ chọn được nè đúng và phù hợp với mình. Giống như lần bảo tàng ngày xưa cũng thôi, đi học xây dựng bởi vì thấy xung quanh trong nhà có các cậu các chú ở là và kỹ sư và những người xây dựng thì mình thích, sau đó là mình mong muốn được trở thành ở như vậy.